À, thì đây là cái tầm quan trọng của sức khỏe của chúng ta. Đa phần thì sức khỏe là đa phần á, anh chị nghĩ sức khỏe với tiền nó ngang ngang với nhau. Thì Hiền ví dụ sức khỏe là cái số 1, còn cái tiền là những cái sự nghiệp bên ngoài ha, địa vị ha, của cải xe hơi nhà cửa con cái á, là gia đình là cũng con số không ở phía sau. Thì anh chị thường á, chúng ta thường hay những thân Hiền và chúng ta thường hay nỗ lực để tìm những cái sự nghiệp con số không với sao, nhưng mà không có chú trọng đến sức khỏe. Thì á, khi mà sức khỏe của mình nó xuống dốc thì Hiền đã cảm nhận là khi mình sức khỏe mình xuống dốc thì cái sức khỏe của mình nó có những cái giá trị còn lại á, nó mất đi hết trơn à. Nên nó cái sức khỏe của Hiền cảm thấy cái sức khỏe rất là quan trọng với mình. Thì á, thường cái câu nói của những cái nhà bên dinh dưỡng thì thường người ta nói sức khỏe đến từ nhà bếp, nó không phải đến từ cái nhà thuốc phòng khám và nhà thuốc của Hiền đâu. Những cái gì đó bạn ăn hàng ngày quyết định cái số phận, hoặc là cái tuổi tác, hoặc là cái tuổi mà sống của anh chị, chứ không phải là sự may mắn hay là tuổi ngẫu nhiên. Thì thường á có ba bữa chính của mình đó, là mình ăn á là buổi sáng, buổi trưa và chiều, buổi chiều. Thì đa phần á thì lúc khi đi làm á thì mình ăn cái buổi sáng rất là sơ sài, hoặc là nhịn ăn, hoặc là mình cảm thấy là do công việc này nọ bận bịu con cái mình quên đi những cái bữa ăn sáng. Nhưng á là bữa ăn trưa thì lúc và bữa ăn chiều mà tập trung vào bữa ăn chiều thì mình ăn những gì. Thì hàng ngày chúng ta thường hay á, thì Hiền cũng vậy, ăn theo cái sở thích của mình. Một số anh chị không ăn rau thì Hiền rất là thích ăn rau nên xảy ra cái vấn đề bị sáng chó, do ăn rau bên ngoài á nó xảy ra cái vấn đề là sáng chó. Và ăn bánh mì hay là ăn xôi, ăn phở, ăn rất là nhiều những cái món mà mình yêu thích, thì đó cái hậu quả nó sẽ dẫn đến là nó tích tụ hàng nhiều hàng năm, 10 năm, 5 năm thì nó sẽ làm cái vấn đề anh chị thấy cái màu xanh á, là anh chị thiếu rất là nhiều. Thứ nhất là vitamin, khoáng chất, chất xơ, nước, và rất là nhiều cái anh chị rất là thiếu. Và màu đỏ là anh chị thừa, qua bao nhiêu năm nó tích tụ lại. Bây giờ đa phần những cái sản phẩm thực phẩm rau hay là trái cây bên ngoài á, nó chứa rất là nhiều chất bảo quản thuốc luôn nữa. Rồi anh chị thừa đường, đặc biệt là những cái anh chị mà cơ quan nhà nước hay là những cái chị văn phòng á, thừa mỡ rất là nhiều, tại ăn xong làm nên cái mỡ bụng rất là nhiều. Đặc biệt là có tiền hay có môi trường, giống như cái môi trường bên của Hiền á, thì nó khi mà về hưu á, nó sẽ giảm được 5 năm tác dụng trong cái môi trường độc hại. Giống như anh chị thường đi về hưu á thì anh chị 50 năm thì anh chị sẽ được về hưu thường là 55. Nên nó rất tự do hay là những cái môi trường bên ngoài chết, đây là những cái vấn đề mà cho sức của chúng ta nó không được tốt, rồi nó dẫn tới rất là nhiều bệnh. Giống như đây đây là cái hình mà cái lục phủ ngũ tạng, thì á lục phủ ngũ tạng khỏe mạnh đó là nguồn gốc của sức khỏe. Thì khi mới sinh ra thì cái lục phủ ngũ tạng của mình nó rất là nó rất là đẹp, và bên tay phải của mình là qua thời gian tích tụ như thầy Hiền nãy thầy đã nói 5 năm 10 năm nó rất là đen xì. Anh chị muốn cái lục phủ ngũ tạng mình đen như vậy không, thì đó là cái đó Hiền cảm thấy nó rất là. Và khi mà khi bệnh nhân đó, nhưng khi khi anh chị thấy á, ví dụ đơn giản cái môi trường bên ngoài đi, những cái bé mới sinh ra cái mùi mùi thơm cái nó rất thơm, qua thời gian 5 tháng nó tiếp xúc những cái tố nguyên nhân á, làm cho những cái lục phủ ngũ tạng của mình nó chứa rất là nhiều độc tố thì nó đen sạm đi. Thì nhiều lúc á chị anh chị kể quan sát những cái người thân gia đình mình phát đi ra những cái mùi hôi cơ thể rất là khó chịu, đó là cái nguyên nhân độc tố bên trong nó phát ra. Và thì nếu mà ví cơ thể của con người chúng ta là một xưởng thì cái lục phủ ngũ tạng chính là cái bộ máy rất là quan trọng. Cho nên á chúng ta thì đây là cái lời khuyên thường á, thì chúng ta thường thờ ơ với cái bữa ăn của mình uống ảnh hưởng đến sức khỏe. Cách duy nhất mình để cải thiện sức khỏe là không phải là dùng thuốc, mà cũng không phải là mà chỉ là cách ăn uống mà thôi. Thường đa phần á một số anh chị có thói quen nhức đầu hay thì thường đến cái nhà thuốc thì để mua thuốc,
mà không biết á, là cái đó là do cái vấn đề sức khỏe bên trong của mình. Thường ở một số anh chị á, thì xin nói thêm một cái nhấn mạnh này á, mà để cho anh chị mình hạn chế vấn đề sử dụng thuốc, là đầu tiên á là thuốc á, một số các kháng sinh nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe mình về cái hệ đường ruột. Như thứ nhất là xuất huyết đường đại tràng, bao tử, một số các sản phẩm thuốc kháng viêm á là ảnh hưởng tới vấn đề thượng thận và gan. Cho nên anh chị một số cái trường hợp á, chưa thấy trường hợp anh chị uống kháng sinh nhiều, kháng sinh á nó xuất huyết đi đi đại tiện ra máu luôn. Đó là một trường hợp mà khuyến cáo, và chỉ có 1.000 người có một người thực hành đó thôi, và Hiền đã gặp trường hợp đó chính nhà thuốc của Hiền. Cho nên đó là Hiền muốn 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 chia sẻ đến chị, đừng lạm dụng gì nó quá, mà hãy tập trung vào cái bữa ăn chính của mình, tại vì đa phần cái bữa ăn là cung cấp cái sức khỏe. À, Hiền cảm thấy nó cái thuốc nó chỉ giải quyết cho anh chị những cái trường cấp thấp như mổ xẻ hoặc là những cái cấp khác nữa. Như á, thường đa phần cái bên bên lĩnh vực y của Hiền á, thì Hiền mọi người là bác sĩ họ tìm đến một cái giải pháp bổ sung chứ không phải là sử dụng thuốc. Đâu có phải ai mượn như Hiền kinh doanh bên nhà thuốc mà Hiền lấy thuốc ra Hiền uống, tôi cảm nhận chất lượng quá là tốt về cái thuốc này đó. Thường là cảm nhận về cái chất lượng cái sản cái dinh dưỡng bổ sung bên ngoài. Đây là cái tháp dinh dưỡng mà thường anh chị đến những cái trạm y tế và những cái cơ quan liên quan tới y tế đó, thì đây là một cái tháp dinh dưỡng cung cấp cho mình hàng ngày. Thì anh chị có gì mình đặt qua đó, thì đó cơ thể mình nó là cần qua là 64 loại, có 46 loại dinh dưỡng cần thiết hàng ngày cho một cái quá trình hoạt động. Thì thường mình ăn thiếu và cho mình mất cân đối, thì đây là cái bộ giải pháp bữa ăn hạnh phúc, nó cung cấp cái đủ lượng và chất, thì nó giúp mình khỏe bên trong và bên ngoài. Thì bao gồm cái bộ body key, một sản phẩm body key, thì đây là một cái sản phẩm protein cung cấp chất đạm, và một cái sản phẩm là chất xơ. Thì cái bữa ăn hạnh phúc là nó qua một cái kết hợp hoàn hảo cho một bữa ăn sáng của mình. Thì Hiền sẽ xin nói về trong cái bộ đó bao gồm cái sản phẩm gì. Thì cái bữa ăn hạnh phúc thì đầu tiên là cái sản phẩm cái chất đạm của mình. Thì cái chất đạm của mình á thì nó được 45 muỗng, thì một muỗng mà sử dụng á thì nó cung cấp cho mình 8 gram đạm chất 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 lượng cao, là nó giúp khi mình sử dụng vào á thì nó hấp thu 100% cho vào cơ thể. Thì đó là sự kết hợp giữa độc đáo giữa chất đạm có từ đậu nành, lúa mì và cái đậu hành lang. Đây là sự trong đây nó chứa rất là nhiều cái chất đạm, thì rất là hay trong cái sản phẩm protein của mình là nó loại bỏ. Thường đa phần những cái sản phẩm mà đậu nành, lúa mì hay đậu hành lang có những độc tính rất là cao khi mình sử dụng quá nhiều. Khi mà em quay sử dụng loại bỏ những cái độc tính đó, khi mà chị sử dụng nó là vào cơ thể mình rất là nhanh. Thì trong cái protein của mình á thì nó cung cấp cho mình hơn 20 loại axit amin, mà trong đó có 9 loại axit amin thiết yếu cần bổ sung vào. Cho nên một số anh chị thường á có khuynh hướng sử dụng yến xào để nó cung cấp cao, nhưng mà yến xào thì nó cung cấp chỉ 6 axit amin thiếu thôi, nhưng mà nó giá trị rất là kinh tế ở bên ngoài, giá trị rất là cao, mấy triệu một tạ lận. Thì khi mà sử dụng cái chất đạm này thì dễ, rất là dễ tiêu hóa, dễ sử dụng nữa. Đây là theo báo cáo của các nhà khoa học nghiên cứu của cái nhãn hiệu Nutrilite của mình, thì để từ khẩu phần ăn mà giúp hạn chế các vấn đề bổ sung chất đạm từ của động vật. Đây là các sản phẩm mà Hiền rất là thích, thì Hiền sử dụng cho con của Hiền để sử dụng. Kế tiếp là đây là các sản phẩm Body Key, thì nó cung cấp thêm cho mình đó là 17 gram chất lượng thực vật từ hạt chia và đậu nành, rồi thêm á cung cấp cho mình 5 gram chất xơ tốt cho đường ruột. Còn đa phần Hiền Hiền thích ăn rau, không biết cái khán phòng anh chị nữa ăn rau không, thì nó cung cấp thêm cho mình đó là 22 loại vitamin và khoáng chất. Thì thường để mà cung cấp 22 loại vitamin các chất này, anh chị có ăn rất là nhiều loại rau củ quả cho nên. Mà nhưng mà bây giờ đa phần thì thứ nhất vào thì độc tố nó nhiều, thứ hai á bây giờ đa phần á bây giờ ăn sơ rồi nó hết chất dinh dưỡng rồi, rồi khi nó tăng cường khi mình
cho mình đã có 370 g canxi cho sức của xương. Thì cái đối với đứa những trẻ em thì nó cung cấp, còn mà những cái người mà có vấn đề về xương á, hay là vấn đề về xương khớp thì bổ sung cái hàm lượng cao hơn nữa. Thì trong cái Nutrilite mình có cái canxi thì mình bổ sung thêm, thì đây là sự kết hợp hài hòa giữa chất đạm là cơ và những vitamin giúp cho mình nó duy trì và no no lâu hơn để duy trì hệ cơ bắp mình. À, khi mình sử dụng á, cơ bắp mình được tăng, mình việc là tốt đường tiêu hóa giúp cho mình khỏe khoắn lên rất là dễ dàng. Thì đây là công nghệ độc quyền của nhãn hiệu Nutrilite của mình. Thì nó có nhiều hương vị, hiện tại là có ba hương, thứ nhất là vani, sô cô la và trà sữa, cho những anh chị mà muốn thay đổi cái khẩu vị cho nó bớt ngán. Và cái sản phẩm cuối cùng hiện rất là thích, đây là cái sản phẩm bổ sung chất xơ. Thì hiện hồi đó thích rất là ăn 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 rau nên để ra vấn đề xương đó, thì bây giờ có anh này thì hạn chế ăn ra bên ngoài. Thì đó, thì một viên của nó rất là hay, tại một viên nó cung cấp mình gần 2 kg rồi, 2 kg bên ngoài, không lẽ một ngày mình ăn 2 kg, thời gian đâu có ăn thành nổi 2 kg, nhiều mà khác nhau của 13 loại rau củ quả. Thì trong cái chiên sơ của mình rất là hay, nó có chứa hai thành phần là sơ hòa và sơ không hòa tan. Sơ không hòa tan nó giúp nó giúp mình làm cái những cái tỉa, nó giúp mình vét những tác túi của cái ruột, của hành ruột của mình, những cái gốc sâu để đẩy ra môi trường đại tiện. Đây là cái hiện rất là thích, tại khi hiện cường buổi sáng thức dậy á, hiện cường nhai viên sơ đó cuốn với miếng nước ấm một khoảng nửa lít nước ấm, thì lúc này mình dự bụng á, thì lúc này nó đi đại tiện rất là thoải mái. Và cái sơ không không hòa tan này nó giúp mình á là ổn định cái cholesterol và cái đường huyết. Còn cái quan trọng là sơ hòa tan là nó giúp, cái quan trọng thêm một cái nữa, cái sơ á hòa tan này á, nó giúp cho mình tạo ra cái men vi sinh đường ruột thường đa phần á. Và muốn chia sẻ đến cả nhà, chị thường được kháng sinh nhiều là làm cho mất đi cái men vi sinh. Anh chị chỉ cần sử dụng khoảng 3 ngày, 5 ngày đi là lúc này cái men vi sinh đường ruột chị đã chết, một năm sau mới tái hồi lại. Nhưng mà đa phần bây giờ anh chị không có sử dụng chất xơ để tạo ra cái men vi sinh đó, thì lúc này anh chị thì nhìn thì hình dung đi, rất là nhiều những đứa trẻ nó bị rối loạn tiêu hóa, rất là nhiều những người ảnh hưởng đến vấn đề đại tràng và trực tràng rất là nhiều đó. Đây là cái hiện rất là thích khi mà sử dụng á, khi mà anh chị đã tích tụ lâu năm trong cái đường ruột nó dơ á, thì nó giúp mình chỉ đi, nó làm cho nó trơn tru những cái lông mao trên phần ruột của mình. Thì lúc mà anh chị sử dụng thuốc tây ấy, thì anh chị thu rất là tốt, hoặc là anh chị ăn vô, anh chị thấy thường những cái người ăn hoài mà không tâm hoặc mà cử hoài mà ớn, thì đó là cái đường ruột anh chị nó báp cái những cái độc tố nó bám trên cái lông mao đường ruột của mình, nó là cái sản phẩm mới rồi khách. Thì bữa ăn hạnh phúc đó, happy meal á, nó công dụng rất là tuyệt vời. Thì hiện hiện khi hiện sử dụng á, thì nó 3 ngày nó giúp cái đường ruột mình nó sạch. Thì khi mình sử dụng á, 7 ngày giúp cái sức thể lực của mình nó khỏe lên, cái cơ có năng lượng hơn, làm nói chung là làm không có biết mệt. Khi mình sử dụng á, 30 ngày hay là 1 tháng á, thì nâng cao cái hệ miễn dịch. Cái quan trọng là cái hệ, hồi đó giờ anh chị nghe cái hệ miễn dịch nền chưa? Thì cái hệ miễn dịch nền nó rất quan trọng. Tại vì đa phần á, hệ miễn dịch nền nó làm như là kho dinh dưỡng trong bên trong đi. Qua cái đại dịch, một số á, trong các kháng thể này ai cũng ít nhất là bị một lần COVID, hiện cảm biết luôn. Và cái hệ miễn dịch nền thì nó chống lại những cái biến chủng virus, chống lại những cái virus hiện tại hiện xuất hiện virus siêu vi B, siêu vi A, virus do cái miễn dịch nền mình kém. Rồi á, khi mình những cái virus hiện tại bị vấn đề là số tình trạng này, cái sốt xuất huyết thì xuất hiện do cái hệ miễn dịch nền mình chống lại không được, thì mình sẽ xảy ra xuất hiện đó. Thì cái miễn dịch nền nó rất là quan trọng để cái tình trạng cái sức khỏe hiện tại. Bây giờ hiện tại cái biến chủng con COVID này nó ra cái biến chủng mới rồi, vaccine bây giờ đang nghiên cứu để tránh cái biến chủng này. Và hiện thấy khi mà anh chị có một sức khỏe nền
và những anh chị đã bị trải qua các vấn đề COVID thì anh chị nên bổ sung cái miễn dịch nền này để đủ bù lại. Tại vì đa phần khi mà hậu COVID xảy ra, nếu mà gia đình mình hoặc là những người thân mình hoặc là những bạn bè mình không có hiểu được cái miễn dịch nền này á, thì nó có những cái triệu chứng tự như đau đầu hay là tình trạng mất ngủ, stress rất là nhiều, đó là thiếu cái miễn dịch nền, thiếu cái dinh dưỡng bên trong. Khi anh chị á, sử dụng vô á, thì nó sẽ phục hồi lại. Thì có rất là nhiều khách hàng họ, đặc biệt là những đứa trẻ, thì khuyên những cái anh chị mà có con mình bị nhiễm COVID á, thì rất là sợ bị lì lại, những đứa bé nó bị lì lại, nó chậm lớn. Và khi mà pha bây giờ nó bên trong thoát ra không biết lúc nào, đó là cái miễn dịch mình nên thì cũng muốn vào cái nghề để cho anh chị hiểu được. Và khi mà anh chị sử dụng 6 tháng liên tiếp thì cái cơ thể chúng ta, cái phục vụ của mạnh của chúng ta nó khỏe mạnh, nó giúp cho người khỏe mạnh lên. Thì cái thì thiền sinh nói với anh chị phải điều chỉnh cái bữa ăn sáng chất lượng tốt để có một cái sức khỏe tuyệt vời hơn. Thì tại sao Hiền lựa chọn và tất cả rất là nhiều lựa chọn Nutrilite này sử dụng, thì rất là nhiều cái nhãn hiệu bên ngoài nó quảng cáo TV rất là nhiều để mượn ai đó để quảng cáo. Thì anh chị nếu mà anh chị quan sát cái Nutrilite của mình đó, nó có một cái dấu để cái chữ cái năm á, 939 là thương hiệu của mình đó, là gần 90 năm rồi. Nó đã qua cái giai đoạn mà lâm sàng 90 cái bộ y tế 100, ủa xin lỗi, là để qua 109 cái bộ y tế của rất là nhiều quốc gia để có mặt trên thị trường. Đó là cái niềm tin chắc. Mà thường cái sản phẩm không hơn bên ngoài để phát triển thường có hạn dùng là 3 năm. Thì trong bên lĩnh vực vượt á, thì trong 3 năm đó thì phải nộp lên một cái giấy để công bố cái sản phẩm lần thứ nhất, lần thứ hai mình quay có lần thứ ba. Thì trong cái bộ y tế thường mình có cái bộ ngành là thì cũng kiểm nghiệm mấy chất lượng á, thì đi thường kiểm tất cả các sản phẩm trên thị trường, nên anh chị rất là yên tâm như đó vấn đề đó đi. Thì lúc này nó phát hiện sản phẩm nào thì nó sẽ thu hồi sản phẩm đó, hoặc nếu mà thấy không được thì nó dẹp cái công ty đó luôn. Nên anh chị rất thấy rất là nhiều trường hợp như vậy, đó là cái niềm tin rất là lớn của hiệu đi July của mình đó. Anh chị thấy cái năm không, thấy cái hoặc là khi một cái điều mấu chốt mà hiện rất cái sản phẩm này nó tinh hoa từ phi khoa học và tinh tế từ thiên nhiên khoa học, là thì trong cái sản phẩm trong quay nó có 100 phòng thí nghiệm trên thế giới để nghiên cứu cái cơ địa của mình. Một số anh chị thường hay có thói quen là xài hàng ngoại, mua sản phẩm bên ngoài nước ngoài gửi về uống, nhưng cái đó là dành cho người châu Âu, cho nên anh chị phải quan tâm về vấn đề đó. Một số các sản phẩm hiện riêng những người mà họ sử dụng cái sản phẩm Luco bên ngoài gửi qua trước gửi về á, uống vô họ kích ứng bao tử, họ bị chuyển qua lép và tử luôn. Nguyên nhân gì? Cái cơ địa của người châu Âu nó rất cao lớn, cho nên thành sử lượng hàm lượng rất cao, nó mới đủ cái hàm lượng cho người châu Âu mình. Thì cái tinh túy từ thiên nhiên mình đó là thì đã thông qua những cái đó thì mình nói là 1.000 khoa học nó nghiên cứu về cái sản phẩm này thì không có bàn cãi nữa. Thì rất lắc cái vấn đề này là một sản phẩm mà rất là nhiều nhà khoa học 1.000 người để nghiên cứu, thì những cái nguyên liệu của mình là thì mình có một cái trang thực phẩm, có ba trang hữu cơ tinh để sản xuất ra, cho nên mình kiểm soát được cái nguyên liệu. Cái nguyên liệu là cái cốt của một cái sản phẩm chất lượng. Thì em quay thì nó là một công ty Nutrilite thì nó bán chạy số 1 thế giới trong 13 năm liền. Cái này là công ty cũng không quảng cáo để bán hàng cho bình chọn của những người tiêu dùng để qua xịt. Thì đến thị trường của Việt Nam thì em quay cái chính là vinh dự được nhận giải sức khỏe cộng đồng. Đó là cái đó một cái về cái bộ cơ bản anh chị thấy không? Thì khi vào thị trường Việt Nam thì cái Nutrilite thì nó tài trợ cho những cái hoa hậu để sử dụng để đồng cùng cái cuộc thi hoa hậu. Thì Happy Meal thì nó rất là tiện lợi, thì chỉ cần 10 phút đó, chỉ cần 10 giây là anh chị có một cái bữa ăn. Thì lúc bận quá có thể đem theo rất là tiện lợi, dùng mọi lúc mọi nơi, mình có thể đem theo đi bữa ăn sáng hay gì đó mình đem theo
quên chữ đem theo đó mình ăn uống liền. Hoa hạt thì nó rất là nhiều, cung cấp cho anh chị rất nhiều vitamin và khoáng chất đủ cho một nhà anh chị đi tìm theo khách dinh dưỡng hồi nãy hiện nó nói, nó an toàn, nó không có chứa độc tố, cho nên hiện rất là cung cấp cái bộ happy meal này thường hiện sử dụng buổi sáng và những cái bữa mà hiện quá đi làm công việc ở xa thì hiện đem theo để sử dụng. Thì khi mà cơ thể anh chị nó đẹp bên trong á thì nó sẽ phát ra bên ngoài. Thì đây là cái sản phẩm hiện cũng đó, thì đối tượng sử dụng nó đa dạng từ trẻ nhỏ, thì hiện có rất là nhiều cái đối tượng hàng bạn bè của hiện á là những đứa bé ba lý hay con hiện cũng biết, thì hiện đã sử dụng cái sản phẩm này từ lúc còn tiêm từ 2 tới bây giờ luôn. Thì đó là đối tượng mà dành cho bộ như cái chế độ hiện thì không có sử dụng cái sữa công thức bên ngoài. Hiện sử dụng tập trung vào cái bộ Happy Meal này hoặc là bộ như cái độ tuổi nào đó cần thiết á, thì hiện cho sử dụng cái sản phẩm bộ như cái Ugaba hay là canxi hay viên gấu kim. Thì người lớn tuổi, đặc biệt là những cái người có vấn đề sức khỏe bị vấn đề Covid á, thì cần cái miễn dịch nền bỏ để bổ sung để đắp lại những cái kho dinh dưỡng bên trong cơ thể mình. Những người hay bị vấn đề mà bị tim mạch có tiền sử về bệnh hoặc là tim mạch, huyết áp, tiểu đường hay vân vân, rất là nhiều các vấn đề bệnh thì liên quan, thì khi mà anh chị sử dụng á thì có cái đó nên cung cấp cái này cho anh chị có thể cung cấp để cho phục hồi chức khỏe nó nhanh hơn. Những người hay đi làm, đặc biệt là những người hay ra thị trường như anh như Hiền là thường hay ốp thử rất là nhiều mà không có biết ăn nào, nhìn đâu cũng ghê, thì khi anh chị đem này theo á thì anh chị sử dụng được. Thì những người, đặc là những cái người anh chị á thường bây giờ hay khó có lượng thói quen là giảm cân, thì thường một số anh chị thì nói vấn đề muốn giảm cân thì nói bao phần á những cái thuốc á thì nó chỉ cho giúp anh chị cái ức chế ăn thôi, khi mà anh chị ngưng thuốc dữ dội lắm. Cho nên á, muốn hiểu sâu cái này để có một nào đó thì Hiền sẽ chia sẻ về cái vấn đề giảm cân này á, sử dụng cái thuốc bên ngoài nó tác dụng như nào và công dụng tác dụng phụ nó như thế nào. Thì đây là cái phần chia sẻ của Hiền. Thì chúc các anh chị buổi tối có nhiều sức khỏe. Thì